Chào các bạn, thì trong ngày hôm nay tôi sẽ đi sâu vào hơn cái phần quảng cáo này. Thì chúng ta thấy ở đây là có cái ID này, ID tức là cái số mã quảng cáo của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy màu màu đỏ. Đây này, chỗ là đoạn này. Màu đỏ này là tức là chiến dịch quảng cáo đang được xem xét. Đấy. Còn nếu mà nó màu xanh chuyển sang xanh thì chiến dịch đang chạy. Chiến dịch đang chạy. Đúng không? Tại đây các bạn có thể nhấp vào từ chối. Nhấp vào đây, từ chối để dừng lại cái quá trình của xem xét của nó. Trong trường hợp này xem xét này, còn nếu nó màu màu xanh là dừng lại quá trình chạy. Ở mục này thì chúng ta sẽ nhấp vào phần hiển thị. Mục hiển thị này chính là cái mục là quảng cáo của chúng ta. Của chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu? Đâu, vị trí nào trong cái trình duyệt công cộng, đúng không? Chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu, xuất hiện ở góc phải, phải xuất hiện góc trái, hay là xuất hiện ở đầu trang, hay là xuất hiện ở đâu. Đây, ví dụ như là xuất hiện ở kết quả tìm kiếm, xuất hiện ở tab mới, hay là xuất hiện ở thanh bên phải trình duyệt, đúng không? Tôi sẽ chọn là kết quả tìm kiếm. Đúng không? Tôi chọn kết quả tìm kiếm, tôi nhấn vào áp dụng và tôi chọn xử lý. Ok, đã xong. Và tại vị trí địa lý này, vị trí địa lý này chính là cái vị trí mà chúng ta đã chỉnh sửa lúc trước ấy. Bạn có thể điều chỉnh lại. Ví dụ là tôi có thể là tôi giới hạn, ví dụ như là tôi giới hạn sang vị trí là đấy. Áp dụng đấy thì nó đã hiển thị thành công, đúng không? Đấy. Thời gian hiển thị tại đây thì bạn có thể chỉnh thời gian tại lúc này. Thì tại này thì càng nhiều nó xuất hiện càng nhiều thời gian khoảng thời gian khác nhau ấy, nếu xuất hiện ban đêm nữa, thì nó lan man mà nó không đạt hiệu quả, đúng không? Ít người nhấp vào, cho nên là chúng ta phải xuất hiện ở khung giờ vàng nào đó thì nó mới hiển thị được. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh lại, tôi chọn áp dụng. Các bạn cũng có thể thêm từ khóa, có thể thêm từ khóa bằng cách sau, bằng cách bạn nhấp vào thêm yếu tố nhắm mục tiêu. Bạn có thêm từ khóa chỗ này, thêm từ khóa như bạn thêm vào là đấy. Tôi nhấp vào thêm. Tại đây thì nó hiển thị giá thầu. Tại đây thì nó hiển thị giá thầu. Tại vì chỉ con trỏ tôi vừa chỉ này.
hiển thị giá thầu thì các bạn sẽ có thể chỉnh lại giá thầu của nó. Rồi, ok. Ở đây vì là cái chiến dịch, bạn nhìn vào này, nhìn vào yếu tố nhóm mục tiêu này, mấy từ khóa này. Vì là tôi đang mới chạy lần đầu, cho nên là tại vị trí này thì nó có màu đỏ, nghĩa là nó chưa chạy, nó đang dừng. Còn nếu mà nó có màu cam tại vị trí này, này tại từ khóa này màu cam thì nó đang được được xét việc, xem thử là có đủ điều kiện để mà chạy hay không. Còn nếu nó màu xanh thì nó đang chạy rồi. Một câu hỏi đặt ra là nếu mà tôi muốn loại trừ cái yếu tố nào đó là sao, ví dụ như là có từ khóa là học với ngữ công trình chẳng hạn, nhưng mà tôi muốn loại loại cái từ khóa là học với ngữ công trình nhảm chẳng hạn, như thế tôi muốn loại bỏ từ nhảm chẳng hạn, từ nó không phù hợp với tôi chẳng hạn. Không phù hợp với cái khóa này chẳng hạn, thì tôi làm như thế nào? Đó là các bạn phải sử dụng đối sánh rộng. Đối sánh rộng được áp dụng trong trường hợp là cái nút này nó là bị màu màu xanh. À đây, cái trong trường hợp này là quảng cáo của bạn bị lỗi chính tả của ngữ pháp. Các bạn phải chỉnh lại chính tả của ngữ pháp sao cho nó phù hợp. Đấy, thì tại đây thì tôi sẽ làm cái bước sau đây. Các bạn nhìn thao tác tôi làm nhé. Tại đây thì nó bảo là bạn bị lỗi lỗi chính tả đúng không? Chúng ta sẽ nhấp vào để chúng ta chỉnh lỗi chính tả này. Đồng ý đấy. Nhấp vào quảng cáo. Đấy. Thì tôi sẽ chọn là tôi sẽ chọn tôi thêm vào từ khóa phủ định, ví dụ như là tôi không muốn nó xuất hiện là từ tôi để từ quảng cáo đi, ví dụ như là tôi để là tôi không muốn nó xuất hiện là quảng cáo kem rửa mặt chẳng hạn, thì tại từ khóa phủ định này tôi sẽ thêm vào là từ kem rửa mặt đấy, sau đó tôi nhấp vào áp dụng. Thì khi mà người là đấy thì chúng ta sẽ quan sát thấy là nó sẽ tạo ra cái từ này, quảng cáo kem rửa mặt này, nó sẽ tạo ra cái từ đó đấy. Sau khi mà chúng ta đã chỉnh sửa cái đối sánh sánh rộng của nó rồi, và chúng ta có thể thêm nhiều cái đối sánh cụm từ, đối sánh chính xác, vân vân, và thêm một các từ khóa phủ định khác nữa. Và ở đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc CTR nó là cái gì. Thì CTR nó chính là cái tỷ lệ nhấp chuột vào liên kết của chúng ta, liên kết quảng cáo, liên kết website của chúng ta. Nó là một cái tỷ lệ mà khá quan trọng trong cái việc mà chúng ta sell cái chiến dịch quảng cáo nào đó. Đấy. Thì cái tỷ lệ này sẽ được tính bằng số người click vào quảng cáo chia cho số người tiếp cận quảng cáo của chúng ta và nhân cho 100%. Thì chúng ta có thể dựa vào cái tỷ số này chúng ta có thể biết được. Chúng ta có thể biết được cái quảng cáo của chúng ta đã tốt chưa hay là chưa tốt. Tại đây các bạn cũng có thể đặt giá thầu chung này. Và vừa rồi là tôi đã trình bày cho các bạn cách thức để mà chúng ta thiết lập cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta, đúng không? Sao cho nó tối ưu nhất. Và bài học của chúng ta ngày nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo. Ở cái bài học tiếp theo thì tôi sẽ mở rộng hơn cho các bạn.